hỏi tỉnh trọng á, là khi mình ngồi trong khu niệm Phật ở đây, mình dùng ý chỉ, nhưng mà tỷ lại nhớ về ba ngôi thơ bảo nhà tỷ, ví dụ như nhớ về Đức Địa Tạng, nhớ về Đức Quán Thế Âm, rồi nhớ về Đức Phật Thích Ca, nôm na là như vậy, thì mình niệm Phật như vậy có đúng Pháp hay không? Thì xin thưa đại chúng, khi chúng ta tu tập pháp môn đó là niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quá, có nghĩa là khi ta chọn pháp môn này thì ta đã xác định được cái mục đích và đối tượng, có nghĩa là mục đích là mình nguyện một đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quá, và cái đối tượng của mình đó chính là Đức Phật A Di Đà, có nghĩa là ngay từ đầu mình đã biết được cái mục đích và cái đối tượng rồi. Và khi mình trì niệm danh hiệu Phật A Di Đà, mình niệm danh hiệu Phật A Di Đà, niệm đây có nghĩa là nhớ tưởng, nhớ tưởng có nghĩa là niệm. Vậy mình ngồi mình niệm ở đây mà mình nhớ về ba ngôi tam bảo, ví dụ mình nhớ về Đức Phật Thích Ca, tức là mình đang niệm Đức Phật Thích Ca. Còn mình nhớ về Đức Địa Tạng thì mình sẽ niệm ngài Địa Tạng, và mình nhớ Đức Quán Thế Âm tức là mình đang niệm Đức Quán Thế Âm. Và tất cả các vị Phật đều có đại nguyện khác nhau, ví dụ như Đức Quán Thế Âm là ngài là tầm thân cứu khổ, và ngài được gọi là mẹ hiền Quán Thế Âm, thì người mẹ lúc nào cũng thương con, lo cho con khi con bệnh con đau, có nghĩa là khi mình gặp nạn mình niệm là ngài liền thị hiện đến để giúp đỡ, thì cái đó là cái đại nguyện của Đức Quán Thế Âm. Còn ngài Địa Tạng á, cái đại nguyện của ngài là cứu khổ với chúng sanh ở dưới địa ngục. Còn ngài Phật Thích Ca là tứ hằng tứ hoàn hệ nguyện, có nghĩa là chúng sanh vô biên hệ nguyện độ, phiền não vô tận hệ nguyện độ, pháp môn vô lượng hệ nguyện học, và Phật đạo vô lượng hệ nguyện thành. Thì mỗi vị Phật có một cái đại nguyện khác nhau. Rồi bây giờ khi ta niệm Phật A Di Đà, niệm Phật có nghĩa là nhớ tưởng, và nhớ tưởng có nghĩa là niệm. Vậy mình nhớ tưởng cái gì? Điều thứ nhất á, đúng ra khi huynh đệ về đây tu tập thì tịnh trọng phải sắp xếp cho quý vị mỗi một cái kệ, và trước mặt mình để cái hình Phật A Di Đà, để mình nhìn vào cái sắc tướng Phật A Di Đà, sủi lòng cung kính lên mình niệm Phật. Mình nhìn mình chiêm ngưỡng sắc thân Phật là phước duyên lắm, mà mình nhìn mình thử cái lòng cung kính lên mình niệm là cái công phu mình đã mang tiếp. Thì trong cuộc sống á, ví dụ mà cái người mà biết tu á, nhất là tình yêu nam nữ, một là người chồng mắt trước hay là hai người vợ mắt trước, hoặc là người yêu mắt, thì có nhiều người ta si tình, người ta ôm tấm hình, mà người ta nhìn vào tấm hình người ta vuốt ve từng cái chân mày mắt môi miệng, người ta khóc, người ta tha thiết, người ta nói thì thầm vào tấm hình. Mà nếu mình tu mà mình khởi được cái lòng đó, đem cái lòng thương nhớ mà mình nhớ, mình đặt vào đem cái tâm nhớ người yêu mà qua nhớ Phật, mà ngày nào mình cũng nhìn tấm hình Phật mà lệ rơi, mà hương thiệt là hương, mà ngày nào cũng nguyện cầu về Tây Phương, mình niệm như vậy là chắc chắn giác sanh. Chỉ có điều cái người đời mình nó nhớ người yêu thì nhớ được, làm chuyện nó được, mà nhớ Phật là không được, cho nên con đường giảng sanh mình xa quá trời xa, nó khó giảng sanh. Thì điều tự nhớ tưởng đó là nhớ tưởng thứ nhất. Rồi niệm Phật gọi là nhớ tưởng. Nhớ tưởng thứ hai là cái gì? Trong mười phương thế giới chư Phật, chỉ có Đức Phật A Di Đà phát ra những lời đại nguyện với tình thương yêu vô lượng vô biên, luôn che chở và cứu độ tất cả chúng sanh vãng sanh về cõi nước của ngài. Vậy thì Đức Phật A Di Đà khi ngài phát nguyện để tiếp dẫn chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc, ngài đâu có phân biệt là già hay trẻ, bé hay lớn, giàu hay nghèo, sang hay hèn, ngu hay trí, thiện hay ác, mà chỉ cần chúng sanh nào chí tâm xưng ưa, xưng danh hiệu ngài, lúc lâm chung mà niệm được một niệm, thứ nửa mười niệm mà nhất tâm bất loạn, tâm không tán loạn, là ngài cùng với chư thánh chúng thiện thành tiếp dẫn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc. Thì quý vị có thể suy nghĩ, mình bây giờ hiện tại mình sống ở cái cảnh dưới này thứ năm, mình được làm kiếp người, nhưng mà khi mình mất cái thân người này
chưa chắc mình được làm người, mà Đức Phật A Di Đà tiếp độ mình về Tây Phương Cực Lạc là mình trở thành một vị Phật tương lai. Về đó còn một danh hiệu là Diệu Âm Như Lai, tức là đã thành Phật, có được cái sinh tử luân hồi lên ngôi đó có chuyện. Như vậy Đức Phật A Di Đà cứu mình nè, giúp mình thoát được cõi người nè, cõi trời nè, Hưng Giang nè, Duyên Giác nè, Bồ Tát nè, và về thẳng về ngôi niệm Phật. Thì mình phải biết được cái ơn đức cứu độ sâu dày của Đức Phật A Di Đà. Xin thưa đại chúng, khi ta niệm Phật A Di Đà nguyện một đời vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quá, mà ta không nhớ được cái ơn đức cứu độ của Phật A Di Đà, ta không vãng sanh. Ở ngoài đời trong cuộc sống, đôi khi mình thất bại, mình bị trục trặc cái gì đó, một quý nhân đến giúp đỡ cho mình, đôi khi mình nhớ ơn người ta tới trọn đời tới chết vẫn còn nhắc. Mà Đức Phật A Di Đà cứu độ cho mình, hóa được cái sinh tử luân hồi, vượt qua biết bao nhiêu cảnh giới. Mà khi mình niệm Phật A Di Đà, mình không nhớ về cái ơn đức cứu độ sâu dày của Đức Phật A Di Đà, thì khó có thể thành tựu con đường giảng sanh. Mà đôi khi huynh đệ đây có thể một số người ta không biết luôn, thành ra tình trọng chia sẻ. Rồi cái nhớ thứ ba, đó là mình phải biết Đức Phật A Di Đà luôn luôn thương mình và che chở cho mình. Và nhất là khi mình khởi lòng cung kính niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, là Đức Phật A Di Đà tỏ lực trên đỉnh đầu của mình. Nhờ mình có cái sự niềm tin và cái nhớ tưởng như vậy, cho nên mình phát khởi cái lòng cung kính, phát khởi đến cái nguyên niềm tin sâu nguyện huyết, mình niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để nguyện một đời này giảng sanh Tây Phương Cực Lạc quá. Dạ, anh chào Phật. Thì hôm nay cũng là buổi chia sẻ cuối cùng, thì tình trọng cũng chia sẻ với quý vị, và cũng còn nhiều bài pháp hay, nhưng mà thôi mình tạm để dành đi, khi nào đủ duyên thì tình trọng chia sẻ cho huynh đệ, cho quý vị nữa. Bởi vì có một số vị đôi khi mấy vị tu giỏi á, hoặc là mình gần thầy là độ tốt thì kiến thức mình có, nhưng mà một số vị thì không có, cho nên là khi nào đủ duyên tình trọng chia sẻ nữa. Và hôm nay thì thấy huynh đệ về đi tu, thấy vấn đề là công phu vào biến trì, thấy hình như quý vị cũng có quen lặng này đó. Thì xin thưa quý vị, chúng ta tu cái pháp mà tự hộ niệm cho mình lúc tâm chung, tình trọng ngay từ đầu là khuyên với huynh đệ là mình nên tập cái công phu biến trì. Thì nhắn đời tình trọng giống thấy giống như sửa xe vậy thôi, chúng chị nói đơn giản đại khái. Ví dụ khi mình vô một ngày đúng không, cái kiềm không biết, cái mỏ lớp không biết, chìa khóa không biết, nhưng mà mình học lâu năm vài tháng bắt đầu nấu cái kiềm nào biết thì chìa khóa nào biết thì bây giờ niệm Phật quý vị vô công phu ý trì đồng ý là lúc đầu mình niệm có thể thăng mình bất an đau nhức đủ hứng tâm mình tán loạn, người vị cố gắng ha. Rồi lâu ngày vài tháng nó sẽ quen với điều diễn hơn. Lúc nào tu tập cũng vậy, cái giai đoạn đầu bắt buộc là nó phải là đủ hứng trục chặt. Nhưng mà tình trạng cũng khuyên quý vị những cái bài chia sẻ trước đó, là phải có tâm bền lâu. Mình có tâm bền lâu thì từ từ cái gì cũng sẽ được. Và ai đặt Phật về này trước khi dứt lời, tình trạng xin cầu chúc cho toàn thể đại chúng chúng ta về đây tu tập luôn luôn được vô lượng an lạc, để họ nhận được công đức của Đức Phật A Di Đà, được vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức. Nam mô A Di Đà.